Thưa quý vị và các bạn, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề tự soi tự sửa, theo tinh thần kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã và đang được các cấp ủy tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Hà Nam triển khai nghiêm túc và tạo bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Làm tốt đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng tự soi tự sửa là dịp để cho mỗi tổ chức đảng và đảng viên tự nhìn lại những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện và từ đó đề ra giải pháp, khắc phục, làm tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy mà vấn đề đặt ra đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên trong việc tự soi tự sửa là cần phải đi vào thực chất những cái phương pháp và cách làm cụ thể, tránh cái bệnh hình thức. Ghi nhận của phóng viên Báo Hà Nam Điện Tử. Hôm nay, trong buổi sinh hoạt chi bộ với chủ đề tự soi tự sửa theo tinh thần kết luận 21, những đảng viên trong chi bộ thôn 3 xã Bồ Đề, huyện Bình Lục đã rất nghiêm túc, thẳng thắn trước việc tự soi của cấp ủy chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung tự soi của các đảng viên trong chi bộ. Chi bộ thôn 3 có 46 đảng viên. Nhiều người trong số này là cán bộ nghỉ hưu, nhưng vẫn nhiệt huyết và trách nhiệm với công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của quê hương. Họ là những người thẳng thắn, đưa ra những nhận định, những đánh giá khách quan, có tình, có lý về những tồn tại, hạn chế của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế, nông nghiệp nông thôn từ các mô hình đề án mới, đến việc vận động nhân dân tham gia xây dựng các phong trào địa phương. Ai là người cần tiên phong gương mẫu, tự giác, thực hiện trước quần chúng? Ai là người đã chưa làm hết trách nhiệm của mình, còn nể nang và lé tránh? Không khí thực sự cởi mở khi những đóng góp ý kiến của cấp ủy, đảng viên cho nhau với tinh thần soi để sửa, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên, luôn mang tính tự giác, trung thực, chân thành. Cái tình thì nó nhiều, thế nhưng mà ở cái bản lĩnh của những anh, ví dụ như bộ đội này, đảng viên lâu này, đảng viên công tác, đảng viên công chức về hưu này khác, là người ta cũng không ngại về sự cái gì sai là đóng góp, nhưng mà rất tế nhị. Xác định đây là không phải là một buổi kiểm điểm để trên cơ sở đó đánh giá, xếp loại hay thông qua cái việc này để làm xấu đi uy tín của nhau. Mà đây tinh thần với tinh thần là tự soi, tự sửa, tự giác với tinh thần tự giác và đoàn kết. Trước đây cứ nghĩ mình có một cái khuyết điểm thì rõ ràng thấy rằng đó là cái việc nặng nề. Nhưng đến bây giờ thấy cái việc đó là cái việc hết sức bình thường. Bất cứ ai cũng thế, làm bất cứ việc gì rồi cũng có khuyết điểm. Nhưng vấn đề ra là chúng ta nhìn thấy khuyết điểm và tìm ra cái giải pháp khắc phục. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Thì đây chính là thông qua cái buổi sinh hoạt tự soi tự sửa này thì đã xác định được cái tư tưởng, và hai nữa là cái nhận thức của đảng viên khác hẳn hơn so trước rất nhiều. Dân chủ được phát huy, mỗi đảng viên tự soi vào các biểu hiện suy thoái theo bản tự soi mẫu gồm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Đồng thời, đảng viên phải xây dựng kế hoạch của cá nhân về khắc phục những biểu hiện suy thoái sau tự soi. Cấp ủy chi bộ tổng hợp bản tự soi tự sửa của đảng viên, xây dựng báo cáo đề dẫn chuyên đề, đánh giá khái quát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ và đảng viên. Khi tiến hành thảo luận, đồng chí bí thư chi bộ sẽ thay mặt cấp ủy tổng hợp kết quả tự soi tự sửa của mỗi cán bộ đảng viên, chỉ ra mức độ của các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của chi bộ, đảng viên và nhấn mạnh các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Sau buổi sinh hoạt chủ đề tự soi tự sửa, cấp ủy chi bộ hoàn thiện báo cáo, gửi đảng viên trong chi bộ để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục và kiểm điểm cuối năm. Trước đây trong các buổi sinh hoạt, kể cả sinh hoạt của ban chấp hành đảng ủy, thì các ý kiến tham gia đóng góp cho những cái nội dung cần triển khai thực hiện,
thì có phần hạn chế và thiếu đi cái tính thực chất của nó rất nhiều. Nhưng mà đến nay sau khi tự soi tự sửa thì cái số lượng ý kiến tham gia góp rất nhiều và cái chất lượng đóng góp đã được nâng lên, thì đây chính là cái kết quả mà thông qua tự soi tự sửa đã thể hiện rõ. Trưởng thôn ấy, tức là vác dù về hàng tập, nhưng mà tuy nhiên là mình tự soi, mình soi chính bản thân mình đấy, có sáng suốt không, đi vào lòng dân không, hay là trên một cương vị mà trong cái đó là được dân tín nhiệm rồi thì lại quay lại lại mắng người ta, cái đơn giản nhất là như thế. Thế nên cho nên là mình tự soi tự sửa là thứ nhất là mình phải chấp hành tốt chính sách của Đảng mà dưới sự chỉ đạo của Đảng. Cái thứ hai, pháp luật của nhà nước thì mình phải chấp hành. Đấy là tự soi tự sửa mình nhé, bản thân. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tỉnh đã có kế hoạch hướng dẫn cụ thể trên các mặt lý luận, chính trị, tư tưởng, tổ chức, với yêu cầu đặt ra là cấp ủy cần phải triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, rộng khắp từ trong cấp ủy đến mỗi cán bộ và đảng viên. Để thực hiện kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng, thì Ban tuyên giáo tỉnh ủy chúng tôi cũng đã chủ động và tham mưu với Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành kế hoạch 07 để triển khai một cái đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề tự soi và tự sửa. Thế và sau khi ban hành hướng dẫn thì các đơn vị đã triển khai rất là tốt, khẩn trương, bài bản. Thế và tập trung vào các cái nội dung mà hướng dẫn đã yêu cầu, ví dụ như là quán triệt để cán bộ đảng viên hiểu rõ bản chất của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng này là gì. Đấy. Thực chất nó là một đợt tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa của từng cán bộ đảng viên để thực hiện tốt cái đạo đức tác phong của người cán bộ, thế và cái trách nhiệm trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ tỉnh Hà Nam đặt ra yêu cầu khi thực hiện kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị là phải nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tổ chức đảng, đảng viên tự giác, trung thực, tự phê bình và phê bình. Gắn tự soi, tự sửa của tập thể với tự soi tự sửa của từng cán bộ đảng viên. Việc tổ chức sinh hoạt chủ đề phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ, nhận diện được những biểu hiện suy thoái của cán bộ đảng viên để sửa chữa, khắc phục. Vẫn biết rằng trên thực tế mỗi cán bộ đảng viên phải chịu sự lãnh đạo, giám sát của chi bộ, trong quá trình tự soi khó đảm bảo được tính thuyết phục hoàn toàn. Thế nhưng, khi đã coi việc tự soi tự sửa là đợt sinh hoạt chính trị, thì cần nghiêm túc, thực chất và tránh bệnh hình thức qua loa. Có như vậy mới tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.